Theo thống kê tại các bệnh viện trên cả nước, trong 3 năm trở lại đây, số bệnh nhân phải nhập viện vì đột quỵ đang có chiều hướng tăng trung bình 2% mỗi năm. Trong đó, tỷ lệ nam giới mắc cao gấp 4 lần nữ giới. Đột quỵ hay tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột và ít khi có triệu chứng báo trước. Bệnh nhân có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Một trong những nguyên nhân dẫn tới đột quỵ là do lối sống thiếu khoa học, do lạm dụng bia rượu, thuốc lá, chất kích thích. Đây chính là lý do vì sao nam giới dễ mắc đột quỵ hơn. Bị đột quỵ thì cũng được nửa năm rồi. Cái nguyên nhân là do thuốc bia rượu nhiều thì nó dẫn đến là tắc mạch máu. Hiện tại ba em đang theo tập vật lý trị liệu, châm cứu và có uống thuốc ở một số nơi nhưng mà bệnh vẫn không có tiến triển gì nhiều. Nếu như trước đây có quan niệm cho rằng người cao tuổi mới có nguy cơ đột quỵ cao, thế nhưng hiện nay tỷ lệ người bị đột quỵ dưới 45 tuổi cũng khoảng 30%. Chị Phượng mới 36 tuổi đã mắc các triệu chứng của bệnh đột quỵ, phải nhập viện điều trị và được xác định là do cao huyết áp dẫn tới tai biến. Ba bữa rồi là bị tai biến nhẹ, nói chuyện lắp bắp. Bác sĩ nói là bị tăng huyết áp cao, rồi thành ra là phải nằm viện ở lại. Còn đây là một bệnh nhân khá trẻ tuổi đang điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân khiến anh bị đột quỵ là do lạm dụng rượu bia. Tôi bị chóng mặt và nhức đầu, tại vì bị có tiền sử bị huyết áp. Bác sĩ chụp CT và chẩn đoán bị nhồi máu não. Kinh nghiệm là không nhậu nhiều nữa. Chúng là không nhậu nhiều nữa. Thứ nhất là người bị bệnh huyết áp cao là chúng ta không nên nhậu nhiều nữa. Sau rất nhiều trường hợp ra đi khi tuổi đời chỉ ngoài đôi mươi vì đột quỵ, vì sao bệnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa đang là câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này. Giới trẻ chúng ta hút thuốc lá nhiều nè, rồi chúng ta sử dụng rượu bia nhiều nè, thậm chí là rất nhiều trẻ em sử dụng thuốc kích thích, đó cũng là một trong những cái lý do làm gia tăng bệnh đột quỵ. Theo các bác sĩ, bệnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa còn đến từ tình trạng mất ngủ, căng thẳng, stress thường xuyên do áp lực từ công việc, cuộc sống và cả tâm lý chủ quan, cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Bệnh nhân đột quỵ có tỷ lệ tử vong rất cao, do vậy không thể xem thường bệnh, nhất là ở người trẻ. Xu hướng thực sự đáng quan ngại bởi vì cái đột quỵ nó gây ra cái hậu quả rất là nặng nề. Nặng nhất thì người bệnh sẽ tử vong, sẽ mất, không đột ngột thì có thể mất đi. Thì tuy nhiên thì những người còn sống thì có thể để lại những cái phế tật rất là nặng. Dự phòng từ sớm mới chính là cách để bảo vệ cơ thể trước nguy cơ đột quỵ não hữu hiệu nhất. Lời khuyên từ các chuyên gia là ngoài việc bổ sung dưỡng chất, cần làm việc hợp lý, tránh mất ngủ, căng thẳng, stress, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, đồng thời hạn chế bia rượu, thuốc lá để bảo vệ và nâng cao sức khỏe hô hấp, tim mạch và sức khỏe toàn thân, hạn chế tối đa nguy cơ đột quỵ xảy ra. Và tỉnh Long An, hiện cơ quan công an đang tạm giữ hai xe mô tô biển số 60M76190 và 63B954629 đối tượng để lại trong các vụ trộm. Ai là chủ nhân của hai chiếc xe biển số trên, nhanh chóng đến công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trình báo để lực lượng công an điều tra xử lý. Thưa quý vị, đây là các đối tượng Bùi Lâm Sung, 16 tuổi, Nguyễn Văn Kha, 12 tuổi, Lê Hoài Anh, 17 tuổi, Lê Phước Trường, 18 tuổi, Dương Công Lĩnh, 16 tuổi và Lâm Trường Phong, 15 tuổi, cùng ngụ tại xã Phong Thành Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Nhóm thanh thiếu niên này vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì liên tục dùng đá ném xe ô tô đang lưu thông trên đường. Trước đó, vào giữa tháng 12 năm 2018, một số tài xế xe tải đến công an trình báo về việc liên tục bị một nhóm thanh niên dùng đá ném vào kính chắn gió khi đang lưu thông trên tuyến quảng lộ Phụng Hiệp thuộc địa bàn xã Phong Thạnh Tây A. Đáng nói, một xe tải bị ném đá khiến kính chắn gió bị vỡ, trúng vào mặt làm một người bị thương phải nhập viện điều trị. Và đáng nói là sau khi bị bắt thì các đối tượng khai nhận trong một lần lưu thông trên tuyến quảng lộ trên thì bị một xe tải pha đèn vào mắt nên bực tức rủ nhau đi ném đá. Hiện vụ việc đang được công an huyện Phước Long tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, dài gần 1 mét và nặng hơn 5kg và có màu vàng ống lạ. Đây là chú cá trê khủng mà một người dân tại Đồng Tháp vừa dở dớn bắt được. Nhiều người dân nghe tin đã đổ xô đi xem con cá trê đặc biệt này.
Người vừa bắt được chú cá trê trên là ông Nguyễn Văn Úc ở ấp 5 xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Theo ông Úc, vào sáng ngày 27 tháng 12, khi đi dỡ giớn tại con kênh trước nhà, ông phát hiện trong giớn có con cá trê màu vàng lạ nên đem về nhà thả vào lưu nước nuôi. Con cá trê có chiều dài 80cm, nặng trên 5kg. Ngoài màu sắc vàng óng thì các đặc điểm còn lại của con cá này có hình thù giống như những loài cá trê thông thường. Nghe tin ông Úc bắt được cá trê lạ, nhiều người dân hiếu kỳ đã tới xem chụp ảnh. Một số cụ cao niên trong xóm cho biết đây là lần đầu tiên họ trông thấy con cá lớn và có màu lạ như vậy và nhận định nguyên nhân con cá màu vàng có thể do đột biến gen. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước liên tục xuất hiện các băng nhóm côn đồ thanh toán nhau bằng vũ khí nóng. Nhiều vụ việc có tới hàng chục đối tượng với hàng trăm dao kiếm và cả súng quân dụng lao vào nhau hỗn chiến khiến nhiều người kinh hãi. Và câu hỏi được đặt ra là từ đâu mà nguồn vũ khí nóng trở nên dồi dào như vậy? Vâng ạ, điều này đã vừa được lý giải phần nào khi ngày hôm qua 27 tháng 12, thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép vũ khí và công cụ hỗ trợ qua mạng với quy mô lớn, thu giữ hàng ngàn tang vật gồm súng, đạn, dao kiếm các loại tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian theo dõi, tối ngày 24 tháng 12, lực lượng công an bắt quả tang Phan Văn Trí sinh năm 1996, quê Tây Ninh và Dương Văn Lập sinh năm 1994, ngụ thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên các trang mạng xã hội. Tại điểm tập kết hàng và nơi cư trú của hai đối tượng ở quận Gò Vấp, công an thu giữ trên 3.500 tang vật gồm súng thể thao bắn tầm xa có độ sát thương cao, súng bắn đạn nổ đầu bi, hàng chục kg đạn chì, đao kiếm các loại và bình xịt hơi cây. Hai đối tượng khai nhận hoạt động từ năm 2015 đến nay với các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được đặt mua từ Trung Quốc về, sau đó rao bán trên mạng xã hội, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây này. Thưa quý vị, liên tục bị triệt phá, hàng ngàn đối tượng bị bắt giữ và xử phạt. Thế nhưng hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc phi pháp vẫn liên tiếp diễn ra, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Vâng ạ, và quý vị có biết không mà suốt 2 tháng nay, hầu như ngày nào các cơ quan chức năng tại các tỉnh miền Tây cũng triệt phá các ổ cờ bạc như thế này thưa quý vị. Và trong vụ việc mới nhất vào chiều qua ngày 27 tháng 12, khi 28 con bạc đang sát phạt dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền mà tại khu đất trống 3, cây me thuộc tổ 8, ấp Kiến Thuận 2, Kiến Thành, chợ mới An Giang, thì đã bị lực lượng công an ập vào và tóm gọn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con gà đá, 15 cuộn băng keo, 1 cây cân, 1 tấm kính, 7 xe mô tô, 26 điện thoại di động cùng số tiền 133 triệu 700 ngàn đồng. Qua đấu tranh ban đầu, các con bạc khai nhận Đổng Văn Mặn sinh năm 1988, trú Phú Thượng 2, Kiến An, chợ mới An Giang là đối tượng đứng ra tổ chức và lấy tiền sâu với giá 100.000 đồng một độ gà. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ trong 10 ngày ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự những ngày lễ Tết, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện chợ mới đã triệt xóa 4 tụ điểm cờ bạc trên địa bàn. Thưa quý vị, dẫu thời điểm này là những ngày tháng cuối năm, thế nhưng tình hình sạt lở đất, sạt lở bờ sông vẫn không buông tha cho người dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Vụ sạt lở mới nhất vừa xảy ra tại xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, làm hai căn nhà của người dân hư hỏng hoàn toàn và ước tính thiệt hại lên đến 400 triệu đồng. Theo những hộ dân bị thiệt hại trong vụ sạt lở đất cho biết, thủy triều hạ thấp kèm theo mưa lớn những ngày qua khiến chân đất yếu, nước rút nhanh là nguyên nhân dẫn đến sạt lở. Quá trình sạt lở bất ngờ và xảy ra rất nhanh, người dân không phát hiện mặt đất bị rạn nứt trước đó nên không kịp phòng bị. Nhiều vật dụng hàng hóa kinh doanh bị nhấn chìm dưới lòng sông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình trục vớt đồ đạc, xuất kinh phí hỗ trợ mỗi hộ thiệt hại 2 triệu đồng. Hiện tại gần khu vực sạt lở còn có 2 căn nhà liền kề đã xuất hiện những vết rạn nứt. Chính quyền xã Tam Giang Tây kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng tránh sạt lở, nhanh chóng di chuyển đồ đạc có giá trị đến nơi an toàn, không để người già, trẻ em, phụ nữ ngủ đêm, tránh những rủi ro khi xảy ra sạt lở đất. Bùa yêu nhân được tạo nên từ nước lấy từ đáy của các phần mộ và trộn cùng với lòng chó mực, cùng với gỗ quan tài đã qua sử dụng và đốt thành tro, sau đó đưa cho người cần giải bùa uống. Nếu như là Quang Huy thì liệu Quang Huy có tin và mua về cho ý trung nhân của mình sử dụng hay không? Mặc dù là Quang Huy đôi khi cũng có bị một chút mê tín đó, thế nhưng mà nghe Minh Trí miêu tả về loại bùa kỳ dị như vậy thì quả thật là quá khó tin. Và không biết là khi uống loại bùa này thì người yêu có còn sống để mà quay về với mình được hay không, bởi vì quá mất vệ sinh và bên cạnh đó là còn quá độc hại nữa Minh Trí ạ. Ấy vậy mà có một người phụ nữ trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã mê muội vào thứ bùa yêu này và đã chi ra 3 tỷ đồng để làm bùa hóa giải cho chồng. Sau đó một thời gian sử dụng không có kết quả thì người này mới biết mình đã bị lừa và báo đến cơ quan công an.
Qua một người bạn giới thiệu, khoảng giữa năm 2015, một phụ nữ ở huyện Phú Quốc tìm đến nơi ở đối tượng Võ Bạch Hoa, sinh năm 1965, tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông để xem bói. Biết được người phụ nữ này đang ghen và nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác, bà thầy liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nói với chị này là chồng của chị bị trúng bùa yêu nên phải hóa giải, nếu không gia đình sẽ ly tán, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Tin lời thầy bói, hết lần này đến lần khác, người phụ nữ trên đã chi tiền để thầy Hoa làm bùa. Hôm nay là chỉ là ủ nước mà, chứ cái lòng gì đó đen đen. Bây giờ nó kêu em lấy làm cho anh uống thì thấy không gì, thấm đâu đó. Thì cũng như bà kia cứ lặp đi lặp lại nhiều lần vậy đó. Thì em cũng đưa tiền cho bà, mấy đầu thì đưa tật. Sau từ từ đưa nhiều nhầm lên vậy đó. Lần đưa 15 triệu, lần đưa 20 triệu, 40 triệu, 70 triệu, 80 triệu. Em đưa một lần cao nhất là 550 triệu. Thời gian cứ kéo dài dần vậy đó, cũng không được gì, kết quả gì. Thì mới suy nghĩ ra là mình chắc bị bà này lừa rồi. Mỗi lần nhận tiền thì Hoa giao bùa cho chị này là một chai nước suối để đem về lén cho chồng mình uống. Ngày qua ngày không có kết quả, tình cảm gia đình ngày càng rạn nứt, nợ nần chồng chất do chị vay, mượn để đưa tiền cho Hoa làm bùa hóa giải. Biết mình đã bị lừa gạt, người phụ nữ này làm đơn tố giác nữ thầy bói đến cơ quan công an. Đối tượng này đã sử dụng cái thủ đoạn là bằng hình thức bói bài. Biết được cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình nạn nhân gặp có khó khăn về trong cái cuộc sống gia đình, như về tình duyên, về hạnh phúc gia đình, để từ đó là thâm nhập và tìm cách tiếp cận, đưa ra những hành vi, những lời nói, những hành động gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2018, đối tượng này đã chiếm đoạt tiền của bị hại là trên 2 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan điều tra đã tiến hành bắt quả tang khi đối tượng này đã tiến hành nhận tiền của người bị hại với số tiền là 100 triệu đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Võ Bạch Hoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng sợ hơn, nữ thầy bói này khai nhận chai nước bùa giao cho nạn nhân là hỗn hợp gồm nước lấy từ đáy các phần mộ vừa được lấy cốt, trộn cùng lông chó mực và gỗ đóng quan tài đã qua sử dụng được đốt thành tro. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Võ Bạch Hoa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người, chớ nên vội vã cả tin những lời đồng bóng, mê tín dị đoan, bua ngải để rồi phải xót xa ân hận.